Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tân Bao Chu Kỳ 5, mình là Minh Trí. Video này đơn giản của tên, một đàn phù thủy. Một đàn phù thủy bé nhỏ và đáng yêu thật các bạn. Hãy cùng xem đàn phù thủy nhá. Xem video này mình cảm giác như đang lạc vào giữa một thế giới thương tiên vậy. Có rất nhiều con bay phù thủy mới thôi các bạn. Không biết những con phù thủy một sao này đã được sinh sản bởi phù thủy áo đen và nữ phù thủy áo đen, hay là nó từ nhân dụng ra. Rất nhiều. Mình nghĩ là những con phù thủy này là có kỹ năng gì ấy, nhưng hiện tại Yuu vẫn chưa tìm được kỹ năng của nó, hay là chính xác là chưa kết hoạt được kỹ năng của nó. Hiện tại thì bạn đang có lợi thế hoàn toàn các bạn. Những con bài những đàn phù thủy này nó có vẻ hơi yếu ớt. Tất nhiên là phù thủy nó có một sự kết hợp mạnh mẽ khi kết hợp với nhau, nhưng hiện tại mình cảm giác như là Yuu chưa kết hợp được. Vâng, rất nhiều phù thủy, 2, 4, 6, 8 con phù thủy. Rất đáng tiếc các bạn, 8 con phù thủy bé nhỏ này đã chịu thất bại trước Benedict, một gã đàn ông thô lỗ và bạo lực. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu rất thú vị và sự xuất hiện của một đàn phù thủy rất xinh tươi. Cảm ơn các bạn xem nha, hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình.